bài 25 xây dựng phần thân và chân trang web. Nội dung chính của bài học Tìm hiểu giao diện tạo phần thân trang web Tạo phần thân trang web Thêm bản đồ vào trang web Chỉnh sửa các đối tượng đã có Thiết lập phần chân trang Câu hỏi cho phần khởi động với sự hỗ trợ của google sites em đã xây dựng được phần đầu trang web việt nam vẻ đẹp tiềm ẩn em có thể tự thực hiện được phần thiết kế phần nội dung chính phần thân và phần chân trang web không với sự hỗ trợ của google sites ta hoàn toàn có thể tự thực hiện được thiết kế phần nội dung chính phần thân và phần chân trang web của trang việt nam vẻ đẹp tiềm ẩn google sites cung cấp một giao diện trực quan và dễ sử dụng cho phép bạn tạo và tùy trình các phần của trang web một cách linh hoạt dưới đây là các bước có thể thực hiện để tạo nội dung chính và phần chân trang cho trang web của bạn trên Google Sites. Nội dung chính, phần thân. Chọn một mẫu hoặc bắt đầu với một trang trống trên Google Sites. Thêm các phần tử như văn bản, hình ảnh, video, bảng biểu và các phần tử multimedia khác để tạo nội dung chính của trang web. Tùy trình bố cục và thiết kế của trang web bằng cách sắp xếp và căn chỉnh các phần tử theo ý muốn của bạn. Đảm bảo rằng nội dung của bạn được trình bày một cách rõ ràng, hấp dẫn và dễ đọc. Chân trang, phần dưới cùng của trang, thêm các phần tử như liên kết, thông tin liên hệ, chính sách bảo mật, thông tin về tác giả, nhóm làm trang web, vân tạo các liên kết đến các trang con hoặc các trang khác trên trang web của bạn. Quy trình màu sắc phong chữ và bố cục của phần chân trang để phù hợp với thiết kế chung của trang web. Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu giao diện tạo phần thân trang web. Yêu cầu, nhận biết các chức năng trong giao diện tạo phần thân trang web. Bước 1. Xác định vị trí 3 bảng. Chọn các lệnh tạo phần thân trang web. Hình 25.1, bằng chọn chen trong giao diện tạo phần thân trang web, có 3 bảng chọn trên, trang và giao diện ở khung bên phải cửa sổ thiết kế trang web, hình 25.1. Trong bài này chúng ta chỉ làm việc với bảng chọn trên. Bước 2. Tìm hiểu các nhóm lệnh của bạn. Trên. Bảng chọn trên có 3 nhóm lệnh sau. Nhóm lệnh đầu tiên, hộp văn bản, thin anh, nhú, driver nếu muốn chèn văn bản hay hình ảnh vào trang web thì nháy chuột vào biểu tượng hộp văn bản hay hình ảnh tương ứng nếu muốn chèn thông tin từ google drive văn bản hình ảnh video các tư liệu khác được tạo bằng các ứng dụng của google thì nháy chuột vào drive nếu muốn chèn các dữ liệu nhúng từ các ứng dụng internet khác như thời tiết âm nhạc thì nháy chuột vào nhúng nhóm lệnh thứ hai các thành phần nội dung google sites cho phép thực hiện tạo thành phần thân trang theo kiến trúc khối với các mẫu được chọn hỗ trợ sẵn, hình 25 mộ. Nhóm lệnh thứ B, các đối tượng khác. Cho phép chèn các đối tượng khác như khối văn bản có thể thu gọn, mục lục, băng truyền hình ảnh, bản đồ, bản video từ YouTube, liên kết. Nhiệm vụ 2. Tạo phần thân trang web. Yêu cầu thiết lập được các khối nội dung trong phần thân trang web như hình 25 hai trang web có cấu trúc nội dung hai cột. Bước 1. Thiết lập cấu trúc nội dung có hai khối. Ở nhóm thành phần nội dung của bảng chọn chèn, nháy chuột chọn biểu tượng phần thân trang sẽ có cấu trúc hai khối nội dung. Bước 2. Thêm ảnh tiêu đề và văn bản. Đối với mỗi khối, nháy chuột vào biểu tượng để thêm ảnh vào trang web, bên dưới ảnh thêm tiêu đề và nội dung bài viết. Nhiệm vụ 3. Thêm bản đồ vào trang web. Yêu cầu. Nắm vững được các thao tác bổ sung đối tượng, ví dụ bản đồ và chỉnh sửa. Bớt ngọt. Chèn vào bản đồ. Hình 25.3. Chèn bản đồ vào trang web. Việc thêm bản đồ vào trang web thực chất là nhúng ứng dụng bản đồ vào trang web. Có thể sử dụng lệnh nhúng trong bản chọn chèn để chèn bản đồ. Tuy nhiên, nếu muốn nhúng Google Maps vào trang web, chỉ cần chọn bản đồ. Hình 25.3. Ở nhóm thứ ba của bạn chọn chèn. Trong cửa sổ chọn bản đồ, nhập tên, chẳng hạn thung nham, vào ô, nhập vị trí, rồi xác định một địa điểm, hoặc chọn đặt dấu vị trí để xác định địa điểm trên bản đồ, bằng cách nháy chuột. Sau khi có một địa điểm trên bản đồ, thì nháy chuột vào nút Chọn để thêm bản đồ vào trang web hình 25 phòng 4. Bước 2. Thay đổi kích thước và di chuyển bản đồ. Hình 25.5 Thay đổi kích thước bản đồ. Có thể thay đổi kích thước bản đồ bằng cách chọn bản đồ rồi kéo thả chuột tại các nút trên khung để được kích thước mong muốn. Hình 25.6 Di chuyển bản đồ vào vị trí mong muốn. Kéo thả chuột để di chuyển bản đồ vào vị trí mong muốn. Nhiệm vụ 4. Trình xưa các đối tượng đã có yêu cầu nắm vững được các thao tác chỉnh sửa trang web, các thao tác thay đổi kích thước, di chuyển các đối tượng đã có, khối văn bản, hình ảnh, bản đồ, tương tự đối với các bản đồ, chọn khối và kéo thả chuột. Hình 25.7 bảng chọn tắt để sao chép, xóa đối tượng được chọn. Nếu muốn sao chép hay xóa một đối tượng, chọn đối tượng đó và quan sát bảng chọn tương ứng, trong đó các nút Copy, Delete. Nháy chuột vào nút lệnh tương ứng nếu muốn sao chép hoặc xóa đối tượng đã chọn. Lưu ý có thể hủy bỏ một lệnh vừa thực hiện bằng nút Undo hay thực hiện lại một lệnh trước đó bằng nút Redo. Hình 25-8 Các biểu tượng Undo-Redo Nhiệm vụ 5 Kết lập chân trang Yêu cầu nắm vững được các thao tác thiết lập phần chân trang. Hình 25-9 thiết lập không gian cho chân trang và chèn khối văn bản vào chân trang. Hình 25 mời chèn các liên kết đến trang mạng xã hội. Ứng dẫn, di chuyển xuống cuối trang sẽ thấy xuất hiện nút thêm chân trang. Nháy chuột vào nút này, không gian cho phần chân trang sẽ xuất hiện. Tương tự như với phần thân trang, có thể chèn vào phần này các khối văn bản và sắp xếp chúng theo ý muốn của người dùng. Chẳng hạn, nội dung phổ biến nhất là tuyên bố về bản quyền, thông tin liên lạc, như địa chỉ email, số điện thoại. Luyện tập, hãy thực hiện chèn một vài cấu trúc nội dung khác trong bảng chọn thành phần nội dung, hình 25.1. Ví dụ: YouTube, trang tính, lit. Để chèn cấu trúc nội dung khác trong bảng chọn thành phần nội dung trên Google Sites, ta có thể làm như sau. Nhấp vào bảng chọn chèn trong khung bên phải của giao diện thiết kế trang web tìm và nhấp vào nhóm lệnh các thành phần nội dung. Trong nhóm lệnh này, bạn có thể thực hiện trên các cấu trúc nội dung khác như sau. YouTube, nhấp vào biểu tượng YouTube để trên một video từ YouTube bằng cách nhập URL của video. Trang tính, nhấp vào biểu tượng trang tính để trên một bảng tính Google Sheets. Lịch, nhấp vào biểu tượng lịch để trên một lịch Google Calendar. Và nhiều cấu trúc nội dung khác như bảng, biểu đồ, hình ảnh đính kèm, văn bản được thu gọn. văn dính hãy xây dựng phần thân và chân trang web đầu tiên cho đề tài những bài ca đi cùng năm tháng đây là một cách ngắn gọn để xây dựng phần thân và chân trang web đầu tiên cho đề tài những bài ca đi cùng năm tháng bằng Google Sites phần thân nhấp vào nút thêm ở góc dưới cùng bên phải của trang web để thêm một khối mới chọn một mẫu khối phù hợp với nội dung của trang web ví dụ mẫu văn bản để thêm một khối văn bản Chọn và tùy chỉnh nội dung trong khối văn bản, bao gồm tiêu đề, đoạn văn bản, danh sách, hình ảnh, liên kết, vân vân. Tiếp tục thêm các khối mới để tạo nội dung chi tiết cho trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng các mẫu khối khác như hình ảnh, biểu đồ, bảng, video để đáp ứng nhu cầu của đề tài. Phần chân trang, nhấp vào nút thêm ở góc dưới cùng bên phải của trang web để thêm một khối mới chọn mẫu khối phù hợp với phần chân trang web ví dụ mẫu chân trang hoặc mẫu liên hệ tùy chỉnh nội dung trong khối chân trang bao gồm thông tin liên hệ liên kết mạng xã hội bản quyền v v nếu cần thiết bạn có thể thêm các khối khác vào phần chân trang như mẫu liên kết để cung cấp các liên kết quan trọng khác bài học hôm nay tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài giảng